là đông khách nha quý vị. Rồi, mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn. Là chiều hôm nay bây giờ là 17:30 nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Tôn Đảng. Hôm nay đi qua đây thì Kiên thấy ở đây chị gái bán xôi rất là ngon luôn quý vị. Xôi ở đây này đấy, rất là nhiều loại xôi nhá. Giờ Kiên sẽ đưa quý vị chúng ta hãy cùng khám phá cái địa điểm bán xôi ở đây nhá. Đây, hiện tại thì Kiên đang đứng ở ngay con đường Tôn Đảng quý vị. Đây, con đường này thì rất là nhiều món Kiên đã quay chia sẻ với quý vị rồi. Đấy, rất là nhiều món nhá. Đây, cái địa điểm bán xôi của chúng ta là xôi 230 Tôn Đảng nha quý vị. Ở đây có 4 chị đang ngồi bán này. Bắt đầu là giờ chị vừa mới dọn ra nha quý vị. Rất là nhiều loại xôi thì chúng ta sẽ vào khám phá nhá. Đây, bên ngoài này là quý vị thấy là cái này là xôi bắp này, bên này là xôi đậu phộng này. Đấy, rồi chúng ta sẽ vào trong nha. Em chào chị, ở đây mình bán xôi được lâu chưa chị? Mấy chục năm rồi. Mình có mấy loại xôi chị nhờ? 5 loại xôi. À, có những loại gì chị? Xôi bắp, xôi giò, đậu phộng, nếp than. Xôi bắp, xôi giò này, xôi đậu phộng này, xôi nếp than này. Đấy, bên kia em thấy có xôi mặn nữa. Đấy, xôi mặn nữa. Đấy, ở đây là mình bắt đầu bán từ mấy giờ chị nhờ? 2 giờ trưa bán tới 2 giờ khuya. À, từ 2 giờ trưa mà tới 2 giờ khuya. Đấy, đây các chị đang chuẩn bị bỏ vào hộp này quý vị, để khách đến là mua là rất là nhanh luôn. Đấy, bên trong kia là chị làm đồ, làm nhân này. Đấy, cái nồi xôi bên kia quý vị thấy không? Ồ, nồi xôi bên kia nóng hổi luôn. Cái này là xôi ngọt này. Một phần như vậy là bao nhiêu chị? 7.000 một phần. À, quá rẻ luôn, 7.000, giờ còn có xôi 7.000 luôn quý vị. Giờ là cái thấy là bình thường ít nhất là 10.000 rồi đấy, nhưng mà đây chị bán 7.000. Này, xôi nếp than ha. Một tháng bán nghỉ như nào không chị? Bán 6 giờ, bán tới 9 giờ. Nhưng mà có nghỉ ngày nào không? À, nào lễ mới nghỉ. Dạ, còn ngày nào cũng bán. Cái này là chè gì? À, nước dừa, nước dừa ăn với lại cho xôi nếp than. Mình cứ thế kia là xôi mặn kìa. Đây khách mua được quý vị thấy không? Khách đây, khách rất là đông luôn, đặc biệt là học sinh đi học về buổi chiều đó, đói bụng á, vào đây làm một cái phần xôi như vậy ăn là quá là tuyệt vời luôn, ấm bụng luôn. Địa chỉ ở đây là 230 đường Tôn Đản, bên này là quận 4 nha quý vị. Đấy, khách đi làm về đói bụng và mua rất là nhiều, rất là đông. Giờ chúng ta sẽ sang cái nồi xôi mặn bên này nhá. Đây, đây xôi mặn ở trong này có nhân lạp xưởng này, rồi khô gà, chả bông gà, chả, trứng cút, tóp mỡ, hành phi tóp mỡ với lại ruốc. Dưới là chị để cái nồi nó nấu lúc nào xôi cũng nóng nha quý vị.
Bên này là những cái phần xôi chị đã đóng vào bịch như vậy đó quý vị. Này, đấy có cả đường rồi muối mè nữa này. Này 14 ngàn. Khách ăn là thì bỏ vào túi đưa rất là đi đấy rất là nhanh. Đây, phần xôi nè quý vị. Đây là xôi bắp nhá, xôi bắp có nhân đậu xanh với lại hành phi. Hơi xong rồi. Cái này là người ta đặt đây đi à? Dạ. Cái hộp bán hộp á. À bình thường là có hộp nhưng mà đây là người ta đặt nên là chị sẽ nhiều quá nên là chị sẽ làm một cái túi như này quý vị. Chị nấu ở nhà này, bắt đầu đưa ra đây này, từng chậu một như vậy quý. Hết là chị lại bỏ vào nhá. Ở đây là bốn chị làm là không kịp nghỉ luôn đấy. Này khách cứ đến mua xong rồi đi. Phần xôi mặn này bao nhiêu chị? 15 ngàn một phần đó. Lát nữa chị làm cho em một phần xôi mặn nhá, với lại một phần xôi bắp. Đấy, cho mỡ hành ruốc này. Rồi trứng cút, chả bông gà. Phần 15 ngàn rất là rẻ luôn, bình dân. Ai ăn cũng được. Xôi hẻm 230 là quý vị. Ngay đầu hẻm 230 luôn nhá. Đây anh chị đi đón bé đi học về. Dạ. Chị đón bé đi học về đi mua xôi ăn. Đây là hàng xôi bốn cô lúc nào cũng đông khách ở thôn Đảng nha. Bốn cô bán liên tục không nghỉ luôn. Thank you.
À, quý vị ơi, Kiên mua hai cái hộp xôi rồi quý vị. Đây đây là xôi bắp nha. Xôi bắp có 7.000 này. Đây là hộp xôi mặn là 15.000 nha quý vị. Đây hộp xôi mặn của Kiên 15.000 này. Đấy. Hai hộp xôi này hết 22.000. Ở đây chị cho đường này, mình ăn xôi ngọt mình bỏ đường, với lại đậu xanh này, nhân đậu xanh nhân đường. Ở bên này xôi mặn thì có trứng cút này, xà bông gà này, lạp xưởng này, rồi có chả, chả lụa này. Đấy. Bên dưới là có tép nữa. Rồi kính mời quý vị thưởng thức xôi ở đây nhá. Xôi rất là rẻ luôn, bán rất là đông khách, khách xếp hàng mua luôn quý vị. Rồi thì mình thử cái xôi bắp này nhá. Xôi bắp rất là dễ ăn. Đây Kiên chưa bỏ cái nhân đâu, thì thường là Kiên ăn xôi bắp là Kiên lại thích ăn không cái này này. Giống kiểu ngày xưa ở nhà ở quê ấy, quý vị, cái thời mà đói quá ăn bắp, đồ gọi là đồ bắp á, gọi là ninh bắp á, ninh cho nó bự, nó nở cái này này, ăn không nó quen luôn rồi. Bây giờ Kiên nhớ vẫn nhớ cái hương vị ngày xưa mình ăn xôi bắp không như này. Quý vị nào thích ăn thêm đậu xanh, đường, quý vị bỏ vào nhá, rất là ngon. Ăn không nó có vị ngọt ngọt, bùi bùi. Ăn nó dẻo. Này là xôi bắp nếp. Này là xôi mặn nha quý vị. Xôi mặn thì ở đây giá rất là rẻ luôn đó. Chỉ có 15.000 thôi. Kiên chưa thấy chỗ nào mà bán rẻ như vậy. Đây. Trứng cút rồi quý vị. Có xì dầu nữa, ăn nó thơm. Khi mua về nhà là nó bớt nóng rồi đó, nhưng mà ăn ngay lập tức là ngon, nóng. Ăn nó thơm lắm, thơm xì dầu này, này có tép nữa này. Ăn hết 2 hộp xôi này no luôn, khỏi ăn cơm luôn quý vị. Nói chung là xôi đây vừa rẻ vừa ngon, bán rất là đông khách, bán từ 15 giờ tới 2 giờ khuya. Một ngày thì bán chắc cũng phải mấy tạ xôi á, rất là đắt khách. Rồi rất là cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Địa chỉ ở dưới phần miêu tả video, quý vị có dịp thì quý vị hãy ghé thưởng thức nhé. Rồi cảm ơn quý vị và xin chào, hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.